Dạ, cây bonsai Cần Thơ kính chào của cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị hôm qua ủng hộ tất cả nhà vườn của bonsai Cần Thơ chia sẻ. Và hôm nay mình mời cô chú tiếp tục mình luôn những cái mới ha. Ngoài tứ quý mai vàng. Tứ quý thì nhiều nha cô chú bạn. Cái chỉ hình như có một hoa hoa vàng. Để quý biết không. À, cô chú chị lấy cái nào hay chị con sĩ mình vô liếc cũng thời gian nha. Đi rồi, chào anh sĩ ơi. Chào anh Linh ơi. Dạ. Dạ, lời nói đầu tiên cũng em cũng xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 2 năm 2023, em cũng có về được 12 phôi mai, 11 phôi tứ quý và 1 phôi mai vàng. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị gần xa nha, xem kênh và ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0383198616 cũng là số Zalo em luôn. Rồi em không làm mất thời gian của chú anh chị nữa, em xin phép vô cây số 1 luôn. Dạ. Dạ, vô cây số 1 của cô chú mình. Ngoài tứ quý để VIP ha. Rồi để đặt luôn đều luôn anh ơi. Kẹo luôn. Quá kẹo luôn cô chú gì đó. Để giữ ấm để luôn, để đặt hừ luôn. Đây là khỏi chơi giữ cũng dư. Quá trời nở đều. Thì cành đây đầy đủ luôn. Để giữ ấm để. Vòng đây thì lực quá. Để nó sổ ra đều nồi để chà bá luôn. Không chống luôn cái cô chú như vậy mà nở nữa. Chặt chặt cái đều hết trơn. Nở khổ bự luôn để đều luôn. Hết hồn. Dư chỗ này có chú chị mà thích để em thích thì cái này là nó cũng được đầy đủ luôn. Rồi cho đồng số luôn. Không phải tới quý cô chú như vậy. Tiếp thông số cây số 1. Chết ngọt mới vô rồi lộn thước rồi, quá trời hoành trăm mấy. Rồi em xin phép đo vị trí này là 29 hoành nha cô chú anh chị. Dạ, hoành 29. 29 hoành. Đây là để nở, để bự. Đo độ sổ của em đó coi. Độ sổ em nó được 24. Thoát thân đo đâu vậy Linh? Đó, đây đi ha. Cái đó được. À, thoát thân nó được 41. Tổng chiều cao em nó 79. Gốc ngọn còn 11. Rồi giá luôn. Rồi mã số 1 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc hết nha cô chú anh chị ơi. 4 triệu. 4 triệu bao ship toàn quốc hết. Rồi đo cái nửa màu nè. Phải mã tới quý sau ha. Đo được cái màu chứ. À. Quên. Rồi đế đồng đầy đủ được cái nào. Sao mà em bữa nay em đo lộn thước hoài ta. Đường kính bầu em nó là được 130. Đó là nồi đế. Ủa nồi đế. Tổng nồi đế nó là 130 cô chú anh chị ơi. Trời đường kính bầu luôn sao. Đường kính bầu. Nồi đế đặt thôi. Đường kính bầu em nó được 48. Đây rồi. Xếp đỏ cây luôn. Sáng nay lộn cộng quá. Cây số 1. Cây số 1. 4 triệu em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi em xin đổi phôi. Qua phôi số 2. Qua tứ quý đi quýt ha. Nhỏ nhỏ mà đi quýt. Để đều. Một cốt cái cành đều. Cây số 1 số 2 giống giống nhau. Này cô chú anh chị nào ưng thì mình nhận một cặp này luôn cũng được. Cặp này là ok luôn á. Đều băng một cỡ một. Đế sổ cao, đều đặt. Cao đẹp đế, khủng đế lắm. Đều gan. Nhìn thân trống. Cây đó cái cũ hết sức lớn, nãy quên đó cũ. Rồi, cái cũ nó cũng hào hào với cái này bự, cái này đo cái này cái kia cũng giống giống á. Ừ, cây đó cái cũ hết sức cái cũ mà nãy mình không có đo cái cũ. Cái đó. Rồi, cho thông số. Rồi em xin phép đo vị trí này là cũng 29 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, quanh 29. 29 luôn. Này đâu cũng được. Cũ của em nói là 454. 54. Cũ bên kia còn lớn hơn nữa. Tất sổ. Độ sổ em nó được 22. Đường kính bầu em nó 45.
thoát thân được 29. Tổng chiều cao em nó được 88. Dốt ngọn còn 10. Rồi, giá luôn. Cây số 2 này em cũng xin phép giao lưu với cô anh chị, chú anh chị là 3.8 triệu. 3.8 triệu, cây số 2. 3.8 triệu, em cũng bao ship toàn quốc hết nè cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0383198616, cũng là số Zalo của em luôn. Như là thêm nữa cây rồi, em xin phép cây số 2, số 1 này đẹp. Tiếp qua cây số 3. Thôi, số 3. Đế lực đều đều. Đế đều đẹp hơn của chứ các bạn. Đế to to, đế nó to. Tương đối khá là đẹp. Cái tay cạnh này quá như cánh quạt nha. Kiểu gió lùa đẹp ha. Rồi, anh rất thông số luôn ha. Dạ. Rồi, tôi quý, tôi quý của chứ. Đo vị trí này là 27. Dạ, hoành 27. 27 của chú anh chị ơi. Đường kính bầu em nó là 46. Thoát thân. Thoát thân là 39. Tổng chiều cao là 66. Rớt ngọn còn 10. Rồi, giá luôn. Cây số 3 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. Cái số 3. Rồi, chưa phép đổi cây. Phép đổi thôi. Rồi, tiếp tục qua cái số 4. Thôi, số 4. Để lực lực vừa mực không? Form này chỉ cần đều. Đầy đủ. Để lực lực. Để lực kia lắm à. Cái này là cái mặt hẹo là chủ nhà người ta cắt sẵn rồi cô chú anh chị. Người ta cắt rồi em mới về em mới phân xuống cho nó mới mẻ hết tất cả luôn. Cây này là tất cả cây mới về hết nè cô chú anh chị ơi. Mới về khoảng cỡ 5 ngày nay. Từ ngày em đi bứng tới nay là khoảng 5 ngày. Để lực tại cái rễ cái cây này là bị chủ nhà nó cắt. Chủ nhà cắt mình cắt lại. Sửa lại. Sửa lại. Không mục, không bọng, không lũa gì hết luôn. Ok. Cái cành đây rất là ok. Hoa này cũng già cây lực. Rồi em xin phép thông số luôn ha. Dạ. Eo. Rồi vị trí này cho cô chú anh chị mình là 34. Tầm 4 và đang chạy chặt luôn. Cái này sẽ nở. Ừ. Chặt đây hay là chặt dưới? Đúng rồi, đó, đó đây. Đặt nở đây là 39. Rồi, rồi xuống dưới luôn. Cũ cũ rồi đây. Em đo cái củ nạc này cho cô chú anh chị mình xem tham khảo luôn ha. Dạ. Này, em đo cái củ này là 59. Dạ, củ 59. Để to cái đường kính bầu em nói cái chiều dài của nó là được 60. Cái chiều ngang em nói là 44. Này có đo đồ sổ không anh? Đo đo. Đo sổ thôi, hào hào thử ha. Dạ. Cái đồ sổ em nói xuống được là 26. Thoát thân là 44. Tổng chiều cao em nói là 39. Ủa vậy dài lắm. 93. 93. Tổng chiều cao là 93. 39 con chút xíu sao. Thế là lạ. Rất ngọn còn 17. Rồi cây số 4 luôn. Dạ cây số 4 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000. Số điện thoại em là 0383198616, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, tiếp theo cây tiếp tục lên cây số 5. Đây, cây số 5 hay có cái gì mà. Để nè. Để cũng khá đều, lực. Cũng đều đều. Còn chỉ cần đầy đủ. Cho nó có hai cái sừng. Cây này coi về cô chú anh chị mình coi thích kiểu nào thì cắt kiểu nấy, còn không thích thì để gì chơi luôn. Em thấy cái này nó cũng hơi quái quái nha cô chú anh chị. Hơi quái. Nó giống như cái cặp gạt nai gì đó.
nó cũng ngộ ngộ hai bên nó câu vô rồi cho mỗi bên này nó ra ba chi đúng nhau hết, giống như cái sừng ai vậy, thấy nó đúng là đẹp quái quái. Ừ, quái quái để cho cô chú anh chị mình chơi luôn, cô chú chị nào thích chơi kiểu nào thì chơi kiểu nấy. Đây dễ khá từ điều đầy đủ rồi, em xin phép phong số luôn hết lên. Dạ. Cho cái lên chút đi, cái này nó hơi cái bị cái cọng rễ này. Rồi, em xin phép đo vị trí này là 38, gần 39 nha cô chú anh chị. Mình tính 38 thôi. 38, gần 39. Cái độ sổ của em nó xuống được hơi hơi được 23. Phát thân em nó được 46. Tổng chiều cao được 96. Cái này khỏi lo dốt ngọn đâu. Khỏi. Đường kính bầu em nó 51. Rồi mã số dạ, 5 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 4 triệu. Rồi 4 triệu cái dạ. Số 5. 4 triệu mã số 5. Dạ, rồi em đổi cây luôn. Rồi em xin phép đổi phôi luôn. Tục lên cái số 6. Số 6 hay đế nè. Quá trời cái đế luôn. Để đều ghen mà lực nữa. Một em dời xuống đi. Để lực đều. Form nó cũng lực, lùng lực. Thế để anh tiếp, cái đem lên không nổi đâu. Anh tiếp kìa. Quay cho cô chú anh xem ha. Chỉ cần đầy đủ. Nè lên đi. Chỉ cần đầy đủ luôn. Đầy đẹp, đế đẹp. Chỉ cần đầy đủ, đều, lực nở. Hoành lớn quá trời cái rễ đấy, nó tiếc luôn, tao to bự thích dịch chứ. Cây này nó cũng na ná như cái cây hôm rồi nhưng mà nó lực hơn cái cây clip trước mình luôn. Đây nhìn nó đẹp ha, form nó đầy đủ luôn, đều gan thế lực luôn. Rồi xin phép phong số ha lên. Dạ. Hoành cũng hơi lớn, cây lực mập dễ đi. Rồi em đo vị trí này là 44 rồi cô chú anh chị. Rồi hoành 44. 44. Đường kính bầu em nó là 46. Thoát thân nó lên được có 20 à. Tổng chiều cao nó là 66. Gốc ngọn còn 11. Để quá lực luôn chứ gì mà. Quá trời lực cây này. Thế khỏi chê chứ nào chứ. Đừng ghen chứ. Không chống luôn. Rồi giá luôn. Mã số 6 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 7 triệu đồng. Rồi 7 triệu đồng cây số 6. Số điện thoại em là 0383198616 cũng là số Zalo em luôn. Địa chỉ em là Phụng Hiệp Hậu Giang. Rồi em xin phép đổi phôi. Hiệp tiếp ha. Tiếp theo qua cây số 7. Rồi, mình vô cây số 7 rồi chứ. Cây này hơi lớn. Số 8 thì đều đều. Này hả? Để nó đều đều hết. Mập to. Cái này xác cũng khá là to. Xác hay to, già cây. Già cây dữ lắm, già chủ nhà thôi nói cây này là bốn mấy gần 50 năm vậy nè. Lý do là người ta trồng ngay chân cửa nhà luôn rồi cái máy che người ta ra đó rồi cái đầu nó bị cọ sát vô cái chủ nhà người ta cắt mà vậy đó. Ừ, khi cành nó đủ luôn tứ diện từ trên tới dưới luôn mà chủ nhà nó cắt sắt gạt luôn. Đúng nè, tao thấy cái gì cành nó ra nè. Ừ, chỉ cành nó là từ trên tới dưới đều tứ diện luôn. Đều gan luôn. Chủ nhà nó cắt, trời ơi, rồi dòm cái cây thấy đứt ruột luôn, hỏi chủ nhà sao mà cắt vậy cô, cái chủ nhà nó trời ơi, ông xã tôi đi ra đi vô dướng ông quạo cũng cắt. Cái là cao cao. Không thống. Trơn cái cây, cũng cây hết biết cũng cây, cây. Ngay cửa nhà luôn. Okay. Để lực lực. Rễ cũng khá là đều. Cộng to, cộng bắp tay, bắp tay không? Gặp cho đồng số này. Quành này lớn nha. Lực cây, lực già, cây dữ nè. Uống cái cây hết biết là uống. Cây này là 44 quành. Cho gọi quành 44. Chỉ cần đúng là đều thiệt luôn. Cái đó mình ghép vô cái thân nó cũng được. Rồi em cũng đo cái đường kính bầu em nói là được 51. Tổng chiều cao 113.
rớt ngọn còn 19. Sao tự nhiên chặt cái giò ta? Kỳ ta, ngồi không được. Rồi, giá đó. Rồi, cây số 7 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 5,5 triệu. Rồi, 5,5 triệu. Em bao ship toàn quốc hết. Số điện thoại em là 0383198616 cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, 5,5 cây số 7. Rồi, rồi xin phép đổi phôi luôn. Tiếp chị đi. Rồi, tiếp theo cây số 8 của chúng mình. Qua chờ cái đấy, cây số 8 dễ. Dễ điều luôn. Cây số 9 em ơi. Đây này gãy cho quá đều của cô chứ. Đều đặt luôn. Tương đối đặt luôn. Cái form chia cành nè, đầy đủ luôn. Đây gãy chia cành rất đều đó, từ trên xuống. Dài xuống này. Rất đều. Đế thì khỏi chơi lùng lực luôn. Cái form này. Cái giò kỳ ta. Thiên cái bự chắc nặng đấy chứ. Không biết. Sao cái giò nó chặt cái đầu gối rồi. Form đều đẹp. Đế giữ lắm đế luôn. Chỉ cần đều hết cô chú anh chị ơi. Nở cũ luôn. Khỏi chê luôn đấy, quá trời đặc. Nở đều. Rồi cho đông số này. Quá trời cái đế. Kẹo luôn. Rồi em xin đo vị trí này là 34. Rồi quanh 34. Đường kính bầu em nói là 45. Thốt thân là 32. Tổng chiều cao em nói là 76. Rốt ngọn còn 13. Rồi, giá luôn. Rồi, em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 8 này là 4,2 triệu. 4,2 triệu cây số 8. 4,2 triệu em cũng bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị ơi. Thông cảm cho em bữa nay sao mà nãy giờ cái giò nó bị chặt cái đầu gối. Đứng sau người nó hơi sượng sượng rồi. Dạ, phép đổi cây luôn. Rồi em xin phép đổi cây luôn. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 là một cây tàn bay cô chú anh chị ơi. Để em còn để trước không chứ mà. Để gửi điều. Điều ghen. Chắc là điều luôn. Một cây dáng siêu siêu bye bye. Cộng, đế cộng rất là to đều luôn nha cô chú anh chị, tứ diện luôn nha, có đủ hết tàn bài cho cành phóng cành bài nha. Cây này già cây có già cây dữ lắm, khá là đẹp. Đế thì đều rễ nó ra đều 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 luôn, đế đều tứ diện luôn. Cái form này bay chỉ cần điều điều ha. Rồi em xin phép thông số luôn ha. Dạ. Vị trí này cho cô chú anh chị mình tham khảo là 33. Quanh 33. 33. Rồi cái độ sổ nó xuống cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Là được 17. Thông thân. Thốt thân lên 74. Chiều cao thẳng. Tổng chiều cao bên nay là được 117. Đo cái cành bay luôn. Đo cái cành bay nó ra coi. Bay nó ra được 119 nha cô chú anh chị. Bay 119. Đo đường kính bầu luôn. Đường kính bầu em nó được 47. Rồi, dán luôn. Rồi, cây số này số mấy rồi? Số 9. Cây số 9 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 4,5 triệu luôn nha. Cây tiêu quý, cây số 9. 4,5 triệu em cũng bao ship toàn quốc. Tất cả cái lô cây này là cây mới hết tất cả nha cô chú anh chị. Em mới mua về, mới săn về hết. Trong đó nó chỉ có một cái cây mai vàng là cây mã số 12 á. Cây đó là cái cây em bướng hôm trong năm. Rồi em cũng đem lên quay với cô chú anh chị mình luôn. Tại vì cho nó chạy đủ clip. Được rồi, em quay 10 cây em bán thấy nó
cô chú anh chị mình ủng hộ thấy cũng nhanh quá, có tiếng hồ à. Rồi hôm nay em cũng quay cái số chẵn luôn, là số 12 luôn. Biết rồi cũng chẵn số 10. Rồi em xin phép qua cây số 10. Theo cây số 10. Đây lực điều. Quên. Để quá trời rễ cũng khá là điều ha. Mọc mọc. Đây là bự lắm, bự lùng lực luôn. Lùng lực để dù băng ở trên luôn cô chú anh chị ơi. Cái cô chú anh chị mình đừng có ngại là cái vấn đề cái rễ thấy nó hơi đen đen gì là không phải, tại vì chủ nhà người ta cặp nhà đó rồi người ta mới đổ cho. Cho thành ra nó hơi đen rồi cô chú anh chị nhìn thấy cái khớp đen tới đây là lý do chủ nhà ta đổ cho chứ cây mình rất tươi tốt đàng hoàng nha. Dạ tứ quý nó màu đen. Dạ. Em bao cô chú là không mục, không thối, không gì hết. Không đen. Tại lý do là nó ảnh hưởng cái cho. Cái phơm lùng lực luôn. Thằng nó mới thằng quấn nó dính nhau chứ. Nhìn ra cái giống như xe đẹp. Gốc bự, chi cành đầy đủ. Này rất là to. Để rễ cũng khá là đều. Rễ nó chia ra khá là đều. Rồi cũng xin phép thông số hết à. Dạ. Cái hoành lật cái thước lên. Rồi em đo vị trí này cho cô chú anh chị mày là 49 nha cô chú anh chị. 49 hoành. 49. Rồi em xin đo đường kính bầu là 52. Này tổng chiều cao luôn đi hết Linh. Dạ. Tổng chiều cao là 60. Gốc ngọn còn 18. Cây lực mập. Cây này lùng lực luôn. Chỉ cần form nó lùng lực, cô chú anh chị ghép rất là vừa đẹp. Dạ. Cân đấu luôn. Mã số 10 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là 7 triệu. Rồi 7 triệu cây số 10. Em cũng bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị ơi. Hoành thân này lớn lắm mà, nếu mà tí quý mà giờ sẽ kiếm hoành 49 này cũng hơi cực một tí. Đúng rồi hết. Có giá cũng rất là cao, vừa mà không phải giá rẻ đâu cô chú mà. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi em xin phép đổi phôi. Tiếp theo phôi số 11. Đây phôi mà tí quý luôn ha. Để rễ cũng khá là đều. Hơi quý quá một chút. Bù lại cái chỉ cần gắt liền. Cái con chú mình dép luôn. Mã 11. Cây đó rồi chưa em? Rồi. Rồi em cũng xin phép thông số luôn ha Linh. Dạ. Rồi chỗ có eo này đi ha Linh. Ừ eo. Cái eo này là 30. Eo này 30. 30. Đường kính bầu là 40. Thoát thân là 36. Chiều cao. Tổng chiều cao là 89. Gốc ngọn còn 15. Gốc ngọn 15. Mã số 11 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu đồng. 3 triệu. Cái số 1 thôi chú quý. 11. Cô chú chị nghĩ cái nào thì tiếp với chỗ anh sĩ. Dạ. Rồi em xin phép đổi thôi. Tiếp tục qua cây số 12. Dạ cây số 12 này cũng là cây cuối clip của em cô chú anh chị ơi. Mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho em. Cái này là cây mai vàng. Dạ, từ cây này em búng cũng hôm trong năm rồi em tính để lại trồng luôn. Nhưng mà có cái là cái clip của em hôm rồi em lên chẵn em bán thấy cô chú anh chị ủng hộ thấy được quá. Nhiệt tình với em rồi em chuyến này em cũng lên chẵn luôn. 12. Cái cây này là nó sống khỏe cô chú anh chị, nhưng có một cái là nó có cái khuyết điểm chỗ này nha. Khuyết điểm chỗ này nhưng mà nó sành hết, nó không mục không gì hết nữa cô chú anh chị, rất là sành. Bán cái giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi cho em lên cho nó tròn clip luôn. Cho đồng số nữa. Đấy nghệ cũng khá thứ gì. Em xin đo vị trí này là 31. Hoành 31. 31.
nó cũng hơi sổ sổ nhẹ nha cô chú anh chị. Cái độ sổ nó xuống được 22. Đường kính bầu nó được 44. Thoát thân được 34. Tổng chiều cao nó được 71. Nên được rất là mạnh. Dạ, cây số 10 là cũng là cây cuối clip của em luôn. 12. Ủa, 7 12. Cây số 12. Xin lỗi, em xin lỗi. Cây số 12 là cây cuối clip, cây mai vàng. Em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình là 1 triệu đồng. 1 triệu cây số 12 phong. Dạ, em cũng bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị ơi. Dạ, cuối clip của em thì em cũng xin kính chúc hết quý tất cả quý cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc xem kênh và ủng hộ cho em. Thì cô chú anh ủng hộ cho em rất là chân thành cảm ơn. Rồi em xin phép chào hết tất cả mình luôn ha. Dạ, em chào anh sĩ luôn. Dạ, chào cô chú anh chị các bạn luôn. Trân trọng kính chào. Dạ, cô chú anh chị nghĩ cái nào liên hệ tiếp cho anh sĩ giúp kênh.